nhà của người ta, đấy là cái không có luôn. Là đúng rồi, cái này là cái nhà đó là người nhà không có quyền làm. Thì bà giải thích là bây giờ bà làm á, rồi sau này bán ra thì số phận bà mất thì sao? Lấy cách nào? Trừ ra. Xây sửa ghi giấy tờ lại không? Thì đó, tùy bán giờ 6 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu ra phải không? Trời, ghi giấy lại. Muốn vậy đó. Người cần cái thân, cần cái công.
đó giờ lâu rồi mà. Thank you.
á.